Trong những ngày Hà Nội nóng như chảo lửa, mặt đường hầm hập đến chín cả trứng, thì hơn 400 hộ dân ở chung cư VP3 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại lâm vào cảnh khổ cực vì thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước sinh hoạt tại đây luôn trong tình trạng không ổn định, đặc biệt là vào những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 của đợt nắng nóng đỉnh điểm vừa qua. Gia đình ông Trần Hữu Việt sống tại căn hộ 302A, chung cư VP3 bán đảo Linh Đàm bị mất nước nhiều ngày qua, buộc ông phải mua nước bình để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của cả gia đình trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. Hiện tại nhà tôi giờ đang chưa có nước. Đang chưa có nước mà nếu mà tình trạng cứ như thế này thì từ giờ đến chiều mà không có thì buộc là tôi phải đi mua nước bình. Tòa nhà VP3 thuộc dự án chung cư cao 33 tầng do Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư và chi nhánh Công ty Xí nghiệp 1 HUS 1 chịu trách nhiệm cung cấp nguồn nước cho cả tòa nhà. Tuy tòa nhà đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2013, nhưng đến nay tòa nhà này vẫn chưa có ban quản trị. Đã nhiều lần người dân tại đây gửi đơn thư kiến nghị về những bất cập đang diễn ra tại tòa nhà, trong đó có yêu cầu khắc phục tình trạng nước sinh hoạt không được đảm bảo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền và phía chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa có động thái giải quyết một cách cụ thể cho người dân. Cũng sang ngày mùng 2 và đầu ngày mùng 3 trở đi cho đến ngày hôm nay thì cũng đã cấp được khoảng độ 67-70% nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Và như vậy thì cái bức xúc về thiếu nước của nhân dân đã phần nào hạn chế. Tuy vậy, nhân dân vẫn chưa thực sự tin tưởng, chưa thực sự yên tâm lắm. Quá bức xúc và mệt mỏi trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè, sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, hàng trăm cư dân VP3 đã đồng loạt băng rôn biểu tình với yêu cầu chủ đầu tư phải trao lại quyền quản trị tòa nhà cho cư dân và phải xử lý ngay tình trạng mất nước, thiếu nước sạch triền miên trong suốt thời gian qua. Hiện tại, sau những hành động quyết liệt từ phía người dân chung cư VP3, thì phía chủ đầu tư đã tạm thời cung cấp các xe nước tới cho người dân tòa nhà sinh hoạt. Tuy nhiên, lượng nước vẫn không đủ dùng và khi được hỏi về nguồn gốc của những xe nước này liệu có đảm bảo sạch và đạt chất lượng để sử dụng hay không thì người dân hoàn toàn không biết. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại hơn là khi thời điểm hiện tại đang vào mùa cao điểm của nắng nóng, dễ xảy ra hỏa hoạn. Vấn đề này càng được đề cao tại các chung cư cao tầng. Thế nhưng, với tình trạng nước sinh hoạt còn không đủ dùng, thì khi gặp sự cố, người dân tại đây sẽ ra sao? Chưa lúc nào trách nhiệm của các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý của tòa nhà lại cấp thiết như lúc này, khi mà cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn.